Đồng chí Bí thư tỉnh đoàn Vũ Hồng Luyến vừa trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương đoàn và tặng bằng khen của tỉnh đoàn cho hai học sinh Trương Quốc Thái lớp 6C và Trần Hoàng Long lớp 7B, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Long, thị xã Mỹ Hào vì đã có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước. Trước đó, ngày 14 tháng 5, hai em Trương Quốc Thái và Trần Hoàng Long đang chơi đùa tại khu vực gần hồ điều hòa thôn Đống Thanh đã phát hiện hai em nữ là Đỗ Thị Xuân và Ngô Minh Tuyết đều là học sinh lớp 3A trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Long đang chấp chới chìm dưới hồ nước. Không chút ngần ngại, hai em dũng cảm lao xuống hồ cứu hai bạn lên bờ, đồng thời gọi người dân gần đó tới giúp đỡ đưa đi bệnh viện. Nhờ sự nhanh trí và dũng cảm của hai em, hai học sinh bị nạn may mắn thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Trước hành động dũng cảm cứu bạn thoát khỏi đuối nước của hai em, Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào, xã Hưng Long và nhà trường cũng đã đến thăm hỏi khen thưởng, biểu dương hai em dưới cờ để các học sinh trong trường học tập.